Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng cũng như ở kênh Hùng Lê chứng khoán và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu các cái danh mục cổ phiếu rất là căn bản từ cổ phiếu nhóm trụ đến <laughs> nhóm ngành công nghệ nhóm thép bất động sản xây lắp hạ tầng đầu tư công sau đó đến nhóm banh nhóm ngành chứng khoán còn thời gian sẽ phân tích thêm một số các À, nhóm ngành phụ phần thứ hai thì ông Lê sẽ cùng với anh chị em chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua bản tin video tuần số 156 phần thứ ba sẽ có một vài nhận định về xu hướng thị trường ở trong tuần giao dịch tiếp theo à, tuần video số 157 thì uh, như các anh chị em cũng đã biết rằng là chúng ta đã uh, trải qua một cái hành trình từ năm 2018 và đến tận bây giờ là năm 2022 các bản tin tuần của chúng ta liên tục được update vào mỗi buổi à, tối thứ sáu hàng tuần và à, hiện tại thì nó vẫn còn đó à, với dòng thời gian của kênh. À, mục đích của kênh cộng đồng chứng khoán chiến binh điện tử con sóng đó là hùng sẽ à, phân tích à, những cái góc nhìn với cá nhân của hùng Lê sau đó thì các anh chị em có thể có à, thêm à, những cái thông tin khác chúng ta kết hợp lại với nhau để chúng ta À, có được ở những cái luồng thông tin tham khảo và từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định đầu tư thì, thì các bản tin tuần thì chủ yếu là chúng ta sẽ làm ở trên kênh chứng khoán chiến minh trên từng con sóng còn kênh Hùng Lê chứng khoán thì chúng ta sẽ à, xuất bản các cái bản tin video ngắn à, có thể là video phân tích trong ngày hoặc là phân tích các cái nhóm ngành khi mà ông Lê cảm nhận thấy có những cái tín hiệu kỹ thuật thì cũng sẽ làm những bản tin ngắn độ khoảng tầm 15 đến 20 phút đó thì à, cái này thì sẽ là bất chợt còn đối với bản tin à, tuần thì chúng ta sẽ làm vào buổi tối ngày thứ sáu, ok. À, còn đối với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, chúng ta đã có một cái quãng thời gian theo dõi team của ông lê và theo dõi những cái bản tin phân tuần, các anh chị có thể chuyển về team của ông lê để nhận được ở những cái phân tích mang tính chất trực tuyến ở trong phiên giao dịch như vậy thì chúng ta sẽ cập nhật về thị trường cũng như cập nhật về cổ phiếu nó sẽ tốt hơn. À, tất cả các mã cổ phiếu hùng lê phân tích ở trên bản tin tuần đều có ý nghĩa à, chứ không phải là hùng phân tích một cách vô công rồi nghề đó các anh chị tại sao chúng ta phân tích mã cổ phiếu vic tại sao chúng ta phân tích mã cổ phiếu vinhome tất cả nó đều có ý nghĩa của nó hết và nếu như à, với những anh chị em có một cái tầm nhìn nó rộng ra một tí thì chúng ta sẽ hiểu bản chất là vì sao hùng lê lại phân tích như vậy à, bởi vì sao bởi vì không chỉ là phân tích cổ phiếu mà hùng còn phải phân tích cả cái xu hướng của thị trường và xu hướng của thị trường thì nó hình thành nên uh, trên cơ sở cái sự vận động của các cổ phiếu các nhóm ngành Chính vì vậy nên là nếu như chúng ta muốn uh, phân tích tổng quan về thị trường Thì chúng ta phải nắm được cái sự vận động cơ cốt lõi của những cái nhóm ngành cổ phiếu căn bản các anh chị nha Ok đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến VIX Trong tuần vừa qua thì uh, <laughs> dự kiến VIX sẽ đá về vùng 64-65 và đây là một trong những cái target kỹ thuật của vick cũng đã phân tích ở những cái bản tin tuần trước đạt được ở khoảng vùng 71 72. Và những anh chị là FOMO đúng không ạ? Theo cái cái câu chuyện là VinFast uh, gì đó, xe điện thì như vậy là chúng ta đã chịu một cái áp lực lỗ ngắn hạn đó. Nên chúng ta cần phân tích nó là như vậy. Tại những cái vùng kháng cự chúng ta hạn chế chúng ta mua đi đó. và chúng ta nên uh, chờ những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Với đà bán của vick hiện tại rất là mạnh đó các anh chị đường mà ACD cắm đầu đi xuống và trong tuần thì nó đã thủng hỗ trợ vùng 64 sau đó tiếp tục thủng hỗ trợ vùng 60 ở trong phiên ngày hôm nay như vậy thì khả năng tuần tới VIX sẽ hội tụ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 55 đến khoảng vùng 56 ở Vinhome như vậy là Vinhome cũng đã hoàn thành cái vùng target mục tiêu trong bản tin phân tích tuần video số 155 các anh chị đạt được cái target vùng có dự kiến ở đây là vùng 58 đến vùng 58.5 và kể từ đó thì Vinhome bắt đầu chỉnh cung ở trong tuần vừa qua dự chỉnh mà vùng 1 ở quanh vùng 52 Và sau đó thì có một lực bật ở đây Tức là nó chỉnh về năm hai có lực bật Tuy nhiên là đến cây nến của ngày thứ năm Và đến cây nến của ngày hôm nay thì nó đã phá vỡ Tức là nó đã không lấy lại được cái vùng ở đây Đó là vùng 52 nữa à, Vì vậy xu hướng tuần tới thì nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 47 đến khoảng vùng 48 à, VRE trong phiên ngày hôm nay thì quỹ cơ cấu Chính vì vậy nên là cái cây nến của ngày hôm nay thì cây nến nó tiêu cực Uh, tuy nhiên để mà dùng phân tích kỹ thuật thì chúng ta cần phải chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật của phiên ngày thứ hai tuy nhiên các anh chị cũng có thể nhận diện thấy rằng là đây uh, cái đường mà ACD đang hướng xanh và bắt đầu phiên giao dịch của ngày mười uh, 12 à, mùng 8 tháng 12 thì uh, cái đường mà ACD nó bắt đầu suy yếu điều này cho thấy rằng là cổ phiếu nó sẽ bắt đầu có cái sự suy giảm nhất định ở trong cái thời gian ngắn uh, tuần này <laughs> tuần này thì VRE phiên ngày hôm nay thì VRE với thủng vùng 27 do đó thì tuần tới khả năng là nó sẽ cố công lại vùng 27 và chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 26. Vinamilk đã hoàn thành một cái nhịp chỉnh cung đó các anh chị đối với Vinamilk thì cũng đã có phân tích hai cái target ở đây là target 85 và target 87 các anh chị có thể xem lại các bản tin tuần nó vẫn có thôi. Uh, và nó chỉnh cung thì trong tuần vừa qua là chúng ta thấy rằng là tuần uh, kết phiên giao dịch ngày thứ sáu thì chúng ta có vùng uh, nó đóng cửa vùng 80 và dự kiến trong tuần thì có một cái lực long nhẹ đây các anh chị có một cái long nhẹ đây và sau đó nó sẽ quay lại nó kiểm tra vùng 80 và nó mất luôn vùng 80 trong phiên giao dịch của ngày thứ hai chính vì vậy nên là nó sẽ đi về vùng 77.5 đến vùng 78 Ờ uh, nhìn cái tín hiệu kỹ thuật tích nền của tuần này như vậy là đường MACD thì nó đang cắm chính vậy nên là cổ phiếu nó sẽ chưa tăng ngay được đâu nó cần phải tích nền ở bảy mà bảy mươi bảy năm đến mùng bảy tám ở trong tuần tới và sau đó cũng sẽ tập trung để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng tích nền tích lũy nền ở đây ở vdc hiện tại vẫn đang uh, hoàn thành cái cái gọi là cái 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 kịch bản mà chúng ta phân tích đúng không anh chị trong tuần thì vdc đã chỉnh cung và cái vùng chỉnh cung dự kiến cũng đã đưa ra ở vùng 119, đưa ra 110. Các anh chị nhìn thấy những cây nến chỉnh cung về đây và nó rút chân lên. Ở phiên ngày hôm nay thì cũng đánh tương đối là đẹp. Chạm vùng hỗ trợ và rút chân lên ở vùng 113. Mục tiêu ngắn hạn thì nó sẽ ngắm ở vùng 117.5 đến khoảng 120. Với kỳ vọng là hàng không sẽ được mở lại thông thương với Trung Quốc cổ phiếu HVN trong tuần trước thì cũng có đã đề cập đến câu chuyện của cổ phiếu này sau một cái thời gian tích lũy thì hiện tại là cái dòng tiền đầu cơ đã đánh vào cổ phiếu HVN tương đối là mạnh ở trong tuần vừa qua thì HVN cũng đã có một mức tăng break cản 14 và dự kiến thì khả năng nó tuần là tuần tuần tới đây nó sẽ test lại vùng 14 sau đó thì sẽ ngắm lên khoảng vùng 172 đến khoảng vùng 18 là là hợp lý bởi vì nhịp này thì như vậy là HVN cũng đã đánh tương đối là tốt rồi tiền đầu cơ nó vào rồi SKG trong tuần thì chưa đạt, nhìn chung là chưa đạt, nó vẫn tiếp tục có những cái điểm test kỹ thuật uh, nó công cái vùng kháng cự 15.7, 16 này chưa đạt này. Đồng thời nó cũng có những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật uh, quanh vùng 14, 14.3 khả năng tuần tới nó sẽ test Cung lại quanh vùng này một lần nữa, tức là nó đang đi ngang để nó tích lũy thêm uh, cái vị thế trước khi mà nó hình thành được một cái lực tăng ở đây, Đó, cản 16, uh, cản 16 xong đó thì nó hướng đến cản 17. Đây tạm thời đang là những cái vùng cản ngắn. Ờ, kỳ vọng sơ sơ ở tâm nhịp này thị trường phục hồi thì xúc đông kiên giang khả năng nó sẽ cán lại được khoảng quanh vùng target Khoảng quanh vùng 21 như vậy là cũng là đẹp rồi Nói chung lên được đến vùng này là cũng ok rồi Hết lỗ Lên đến vùng này nếu như chúng ta chém cá ở trên thớt và chúng ta mua được vị thế thấp ở dưới này thì cũng rất là ok Trụ man san MSN <laughs> MSN hôm nay quỹ cơ cấu các anh chị à, Tuy nhiên các anh chị cứ dóng cái đường MACD thì như vậy là cái phiên giao dịch của ngày 12 tháng à, 18 tháng 12 thì Mansan đã có một cây nến đỏ đặc và đây là cái tín hiệu rất xấu của Mansan đồng thời trong tuần thì cũng có phân tích cái vùng chỉnh cung kỹ thuật được quanh vùng 95 và hôm nay thì nó bị phá vỡ vùng 95 chính vậy nên tuần tới thì chúng ta sẽ tập trung để đánh giá thêm khả năng xem là nó có công lại được vùng 95 cộng hay không trong trường hợp mà có một cây nến xanh đè lên lại vùng 95 cộng như vậy là tích cực còn ngược lại mà nó mất vùng 95 như vậy là tiêu cực À, phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm. Trong đó có trụ BBH thì trong tuần BBH đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng giá 50. mươi à, đồng thời thì nó cũng có à, tích lũy lại ở cái vùng 48 48.5, khả năng tuần tới thì BBH sẽ có thêm à, một cái nhịp test cung nữa. Nói chung là nó phải test lại ở đây. Đó, rồi nó lại tiếp tục công kháng cự vùng 55 à 50. Break vùng 50 thì chúng ta sẽ hướng cản lên khoảng vùng 53 đến khoảng vùng 54 ở nhịp này. Nhìn chung là VPH nhịp này thì khả năng là sẽ tiếp tục kéo. MIG MIG vẫn tiếp tục tuần này tiếp tục tích lũy ở vùng 153 và khả năng tuần tới sẽ có khoảng quanh vùng 153 15 năm. 15, à, nó sẽ test lại một cái này rồi sau đó nó lại tiếp tục đi và mục tiêu thì vẫn là vùng 17 năm đến vùng 18. Uh, BMI uh, trong tuần thì nó tiếp tục tích lũy ở vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 và các anh chị cầm thì có thể vào phòng thêm ở vùng 20. À uh, sau cái nhịp kéo một ở đây thì cổ phiếu bắt đầu tích lũy đi ngang xây nền. Đây là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt và chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái dòng tiền nó đánh lại. Đó, sau một cái giai đoạn tích lũy thì thông thường nó sẽ có một cái tín hiệu kỹ thuật nào đó để giúp cho chúng ta nhận diện thêm về mặt xu hướng. Phân tích một số các cái trụ của nhóm ngành bán lẻ gồm có cổ phiếu PNG. <laughs> Thì đối với PNG trong tuần thì cũng có đề cập đến vùng chỉnh cung kỹ thuật vùng 1 ở quanh vùng 110, vùng 2 là ở quanh vùng 108. Thì các anh chị nhìn thấy cây nến của phiên giao dịch ngày thứ ba là PNG test về vùng 108. tám à, còn cái vùng chỉnh cung thứ ba ở đây đó là có vùng 106, 107 thì không về đến nơi. Như vậy là cổ phiếu tương đối là khỏe. Ok. À, về mặt kỹ thuật thì uh, trong phiên nó có những cái điểm rút sâu nhưng kết phiên thì nó lại diện nó sẽ đi lên được cái vùng ở đây là vùng 111 như vậy là tín hiệu kỹ thuật rất là ok uh, Mặc dù cái lực cầu thì đang hơi kém lực cầu của PNG đánh hơi 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 đuối như vậy thì sang tuần tới khả năng thì PNG sẽ có thêm những cái điểm mà nó sẽ đi ngang ở khoảng quanh vùng tích lũy ngang quanh vùng 111 và chúng ta sẽ đánh giá thêm xu hướng à, uh, là một cái trụ mà ông Lê có phân tích khuyến nghị đầu tư cho các anh chị ở trong cái thời điểm hiện tại khi mà MWG đã hình thành được một cái nhịp test đáy ở đây đó là quanh vùng 40 đến khoảng vùng 41 à, uh, Target 1 thì chúng ta sẽ hướng về vùng giá 49 sau đó nó chỉnh cung và trong tuần vừa qua thì chúng ta tiếp tục có những cái vùng mua ở quanh vùng 45 rất là ok đóng cửa tuần là 47.8 tám uh, mục tiêu mục tiêu của nhịp này thì tiếp tục công cản ở à, đây là tiếp tục công cản 49 sau đó thì sẽ hướng về vùng 52. Ờ à, cổ phiếu Pet các anh chị lưu ý, Pet ở trong thời điểm hiện tại là chúng ta cũng à, sau cái nhịp tăng thứ nhất đây thì cái vùng giá mục tiêu mà Pet hướng đến nó là vùng 2 5 đến vùng 23.5. Đồng thời nó có vùng tích lũy 17.5, 18, 18.5 ở đây các anh chị. Trong tuần vừa qua thì chúng ta đã có những điểm mua ở quanh vùng tích lũy này, rất đẹp. Và mục tiêu thì chúng ta tiếp tục hướng đến cản 23.5, sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật một lần nữa. Và đối với PET thì khuyến nghị là các anh chị thu gom. Cho nhịp này. DGVK, DG World thì hiện tại trong tuần nhìn chung là vẫn đang tích lũy ở quanh vùng 41.5. À, sau khi mà cái tuần cũ Hùng có phân tích cái vùng cản kỹ thuật ở đây là khoảng quanh vùng 49 đến khoảng vùng 50 à, Nói chung là được tích lũy ở vùng này thì nó lại có cái cơ hội là nó đánh lên lại vùng 49-50 Sau đó nó sẽ chỉnh cung và cái câu chuyện chỉnh cung, cái điểm chỉnh cung mà nó chỉnh về quanh 45 nó tích lũy được Thì cái khả năng mà nó break lại vùng 50 là cao à, Như vậy thì có thể trong cái thời gian tới thì nhóm ngành bán lẻ cũng là một trong những cái nhóm ngành mà kỳ vọng sẽ có cái sự phục hồi Các anh chị lưu ý là như vậy rồi còn còn mã cổ phiếu à, hờ ách nữa hờ ách hiện tại cũng đang tích lũy đó các anh chị nhìn thấy sau một cái nhịp tăng thì nó tích lũy và cái việc mà nó tích lũy thành công ở biên 16 16.4 làm một trong những cơ sở rất quan trọng để nó công kháng cự 18 và sau đó tiếp tục hướng về vùng ở đây đó là vùng cản 19 10 19 19 5 đến khoảng quanh vùng 20 Ok anh chị đó là cái vùng giá mục tiêu <laughs> ở nhóm cổ phiếu ngành công nghệ thì hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu FPT. À, FPT thì kết quả kinh doanh rất là ok rồi các anh chị. À, nhưng mà nó nặng mông quá. hiện tại thì chúng ta thấy rằng vùng tích lũy 75 tương đối là tốt. tuần này thì nó đóng cửa được ở trên vùng 77 cũng là tạm ổn và nó liên tục đi ngang à, những cái cây nến đi ngang tương đối là siết chặt mục tiêu thì hùng đang hướng nhịp này lên khoảng vùng 82. sau đó nó chỉnh cung nhẹ nhàng và xa xa hơn thì ngắm lên vùng 87 đến khoảng vùng 88. đây là ờ à, đây là cái kỳ vọng mục tiêu của cá nhân đúng lê cổ phiếu cmg thì nhìn chung nó vẫn đang tiếp tục tích lũy ở trong biên độ 39 đến khoảng biên 40 với lực cầu thấp thì chúng ta cũng chưa thể đánh giá được cái xu hướng à, các anh chị lưu ý thêm một sẽ phân tích à, lồng ghép vào mã cổ phiếu vgi à, à, của nhóm ngành viettel ở trong thời điểm hiện tại nó cũng là gọi là công nghệ viễn thông đi à, chúng ta sẽ à, thành lập một cái nhóm công nghệ viễn thông thì đối với VGI sau cái nhịp tăng 1 và nó đã test lại vùng 19 ở đây tương đối đẹp và trong tuần vừa qua thì VGI đã có một cái một cái nhịp tăng tương đối là tốt và ông đã phân tích cái điểm mua của VGI ở quanh vùng 18.5 đến khoảng vùng 20 cho các tài khoản trên trên nhóm vùng lên và nhịp một này nó đã kéo lên rồi thì nó sẽ có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 22.5 ở vùng 22 và vùng 21.5 đó là những cái vùng giá mà chúng ta sẽ canh để chúng ta thu gom lại trong một cái nhịp test cung này mục tiêu ở nhịp này thì sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 26 VGI khi kéo nó kéo rất là nhanh các anh chị nhìn thấy đấy những cây nến kéo rất nhanh và 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 thoát đó và chúng ta phải vào nhanh và chúng ta cũng phải ra nhanh cổ phiếu VTP cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta có vùng 28.5 đến khoảng vùng 30 đây là vùng gom kỹ thuật của cổ phiếu này các anh chị có thể canh gom ở mục tiêu thì break cản 35 và khi nó thoát được cái cản 35 rồi thì khi đó thì cổ phiếu nó sẽ đánh tương đối là 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 thoát. Đó hiện tại thì nó đang đi theo một cái mô hình như này. Nó khả năng sẽ test lại đây và cái câu chuyện là để nó tích lũy và nó vượt thoát vùng 35 ở bên này thì là nó có cơ sở uh, kỹ thuật. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ <laughs> đi sang phân tích nhóm ngành tiếp theo, một cái nhóm ngành rất quan trọng và nó cũng uh, tạm gọi là xương sống của thị trường đó là nhóm P thì đối với thời điểm hiện tại là VKTI nó đang hơi đuối à, tuần vừa qua thì VKTI rơi về vùng 70 và sau đó nó có một cái lực phục hồi lực phục hồi hiện tại thì đang đưa lại ở đây đó là khoảng quanh vùng 77.5 và khả năng vùng này thì nó 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 chưa bay được đâu nó sẽ trả lại một cái nhịp nữa một nửa của cái nhịp tăng này đó, à, chính vì vậy nên là nó đã hạn chế đến cái, cái 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 giao dịch cái cái tốc độ tăng 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 trưởng của nhóm P nôm na chúng ta hiểu như vậy ở đối với khác thì là mã cổ phiếu mang tính chỉ số đánh chỉ số và ở vùng 103 là 1.4 vẫn là hỗ trợ kỹ thuật vùng kháng cự ở đây đó là vùng 112.5 đến khoảng vùng quanh 115 ờ, cổ phiếu PLX khuyến nghị đầu tư và hiện tại thì chúng ta đang hướng cản cái cản 32.5 này là nó đạt được cái nhịp một sau đó nó chỉnh cung sau đó lại nó lại chỉnh cung xong thì nó lại kéo lên đấy sẽ chỉnh cung về vùng hỗ trợ kỹ thuật 29 29.5 rồi sau đó dự là kéo lên rồi nó lại đạp xuống như vậy tuần tới thì khả năng sẽ có những cái điểm gom thêm một khoảng quanh 30-30.5 Mục tiêu thì chúng ta vẫn như vậy thôi Hướng cản 32-32.5 Và khi nào mà nó break được cái cản 32.5 ở đây Thì như vậy là khi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu Một cái xu hướng tăng mạnh của cổ phiếu PLX Đó khi nó break cản ở đây thì nó sẽ là một xu hướng tăng mạnh PPT đánh rất là ổn Dòng tiền tốt nhịp đánh này cũng tương đối là tốt trong tuần vừa qua thì VPT có nhịp chỉnh cung quanh vùng 19.3 tương đối đẹp và tiếp tục break cản đầu tiên là break, break cản 20 sau đó là tiếp tục break cản 21 đó và những cái điểm test tích lũy lại ở trên vùng 21 như thế này là tương đối đẹp mục tiêu thì sẽ hướng khoảng vùng 22.5 đến khoảng vùng 23 về đến vùng này thì chúng ta canh về chốt đừng có ham vui nữa về đến vùng này mà ông nào mà còn ham vui nó chốt vỡ đầu luôn <laughs> Ở cổ phiếu PBB hiện tại ở đây thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 11.5 đến vùng 12 hai vẫn đang là vùng gom và vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 137 đến vùng 14. Ở con PVC này thì nó đánh tương đối là nhẹ các anh chị nhé Nó khá nhẹ tức là nó khá tương đồng với đường đi của con PVS và PVD Nên là chúng ta cũng có thể đầu tư được đó, vùng 11, 7, vùng 12, vùng vừa qua test cung khá là đẹp, mục tiêu thì công cản vùng 14 và sau đó hướng cản 18 đối với PVC. À, rồi chúng ta bắt đầu đi đến cái mã cổ phiếu chủ lực thứ hai Ngoài con PLX thì chúng ta sẽ ngắm thêm con PVS, PVD và BSR trong nhịp này. Thì đối với PVS, cái cây nến này khả năng là nến đều này, còn nến thật là cây nến này tức là nó có chỉnh cung về quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Đồng thời chúng ta tiếp tục thấy rằng là cổ phiếu PPS tiếp tục gặp kháng cự khó khăn ở vùng 243. ở như vậy thì tuần tới khả năng là nó vẫn sẽ phải tiếp tục tích lũy lại ở quanh vùng 23 và điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 22 22.5. Mục tiêu công cản 24 và hướng tới vùng 26, nói chung là nó cũng đang phụ thuộc vào cái xu hướng của WTI. Ờ, nhịp này thì P cũng đang đánh tương đối là tốt Chỉ có điều là VKTI nó chưa thuận thôi Chứ còn nó thuận thì thì, thì những con này nó một hai phiên nó kéo rất là nhanh rồi. <laughs> ờ, PVD trong phiên ngày hôm nay hơi tiếc nuối một tí ờ, Về mặt tín hiệu kỹ thuật Ở đây thời điểm hiện tại thì Hùng vẫn nhận diện thấy là sau một nhịp giảm đây Và đường tín hiệu đường mát vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng điểm của PVD ở ờ, trên góc độ kỹ thuật, trên góc độ kỹ thuật thì trong tuần này PVD công cản ở đây là cao công cản vùng 18 phiên hai phiên Uh, hai phiên gần đây thì nó công cản nhưng nó công chưa thành <laughs> như vậy tuần tới có thể có thêm điểm test cung kỹ thuật ở quanh 17 17 2 mục tiêu thì chúng ta vẫn công cản 18 hướng cản 19 và ở uh, đâu đó nó chạy kỳ vọng chúng ta kỳ vọng nó chạy khoảng 4 cây nước rút đi nó chạy khoảng 4 cây nước rút đâu đó nó kéo về khoảng vùng 21 21.4 về đến vùng này thì uh, chúng ta chốt là 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 đẹp rồi này đó về đến vùng này chốt lại nhịp này thì rất là là ngon lành luôn sau đó chúng ta lại chờ cơ hội mới để chúng ta <laughs> vào việc à, bsr bsr thì hùng có nói đến câu chuyện ở đây đó là chúng ta đầu tư con này mà lướt sóng thì không được nhưng mà chúng ta ngắm dài dài ra một tí thì <laughs> thì tạm là ok à, và trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn ở đây này nếu chúng ta nhìn dài thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái cái kênh xu hướng của bsr vẫn đang là diện vẫn đang là kênh xu hướng giảm giá giảm điểm đó vẫn đang là kênh xu hướng giảm điểm các anh chị này Đấy. Vậy thì sao? Vậy thì sau một cái nhịp mà nó à, sau một cái nhịp mà gì ạ? Nó tăng lên. Đây trên cây đến tuần này các anh chị. Thì nó sẽ quay lại cái xu hướng tích lũy và ông đánh giá rằng cái vùng tích lũy ở vùng 14 143 trên chạc ngày thì nó rất là ok. Đó, chính vậy nên là vì sao mà chúng ta lại phân tích ở bên này đó thì cái vùng 14 14 3 đó là vùng mà các anh chị có thể tích lũy thêm cổ phiếu trong đó thì chúng ta dự phạm đến vùng 13 4 và điểm sâu hơn có thể vùng 12 12.5 đây là những cái điểm gom dài cho cái xu hướng của cổ phiếu BSR theo quan điểm của như vậy BSR rất là ok có thêm cái game thoái vốn nữa thì cực ngon Ôi, trong tuần vừa qua thì cái lực cầu nó đang khá là thấp vùng 8 đến vùng tạo. 8 8.5 tiếp tục tích lũy ở đây và à, Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 7.7 uh, POV kép uh, dòng tiền thì cũng đang gọi là ở mức trung bình dưới 21 phiên Và ở đây nó cái tín hiệu POV kép này Thì nó đang có một cái tín hiệu kỹ thuật đó là nó đang đứng được ở trên vùng 10.8 đến vùng 11 Như vậy là tạm đẹp Uh, trong tuần thì nó tiếp tục tích lũy như thế này thì tuần tới khả năng là cũng nhìn nhàng thôi Và mục tiêu thì công cản 12 sau đó thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật Và chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, Về mặt uh, nhóm P thì Hùng vẫn kỳ vọng là tuần tới nó sẽ có thêm những cái hỗ, sự hỗ trợ đắc lực Cho thị trường Ok <laughs> Rồi uh, bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích uh, sang một cái nhóm ảnh tiếp theo đó là nhóm ngành thép Và nhóm ảnh này nó cũng có một cái hiệu ứng rất là quan trọng ở trên thị trường và trong thời điểm hiện tại thì như các anh chị em chúng ta cũng đã biết rồi đó là gì đó là khả năng theo 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 như dự báo thì quý 1 của năm 2023 sẽ là tâm điểm của đầu tư công quý 1 và quý 2 và cái dòng tiền ở trên thị trường dòng tiền của nhà nước ấy, nó thì nó cũng sẽ dành cho các cái dự án đầu tư công rất là lớn đó là những cái uh, cầu phà đường xá rồi đường cao tốc và đặc biệt là sân bay Long Thành uh, thì nó sẽ kích thích cái nhóm ngành đó là nhóm ngành vật liệu xây dựng đó là nhóm ngành uh, hạ tầng xây lắp đầu tư công những cái những cái mã cổ phiếu mà nó liên quan được những cái dự án ở uh, đầu tư công thì như vậy nó sẽ có những cái uh, câu chuyện theo dệt lên để gọi là làm game đó và uh, nó tạo nên những cái sóng cổ phiếu nó tạo nên những cái sóng của thị trường ok ở uh, ngày hôm nay thì nhóm thép đã giao dịch cực kỳ tốt và trong tuần vừa qua thì nhóm thép đã có một cái tuần giao dịch rất thành công <laughs> uh, đối với hòa phát có hai điểm chỉnh cung dự kiến đó là Hòa Phát sẽ chỉnh cung về đâu đó khoảng quanh vùng 18 18.5 là điểm 1, điểm 2 là khoảng quanh vùng 17 nhưng các anh chị thấy là trong tuần cũ thì Hòa Phát cũng không về được đến 17 mà nó chỉ về được khoảng quanh vùng 18 thôi. Tuần này thì nó cũng về được khoảng vùng 18 2. Cây nền kết tuần là một cây nền rất khỏe mà nó đã gần như nó ở break được cái vùng 20 và nó đang hướng đến vùng cản 21. Hòa Phát thì khả năng hướng cản 21 chỉnh cung nhẹ nhàng một là nó kéo vượt cản rồi tức là ở đây nó sẽ có hai cái kịch bản kéo một là nó sẽ kéo vượt cản nó sẽ kéo vượt cản và nó test lại trên cản hai là nó chạm cản và nó test lại dưới cản thì đều tuần tới ở đây thì chúng ta sẽ phân tích thêm cái kịch bản nào đó nam kim rất là đẹp nam kim thì khuyến nghị các anh chị gom rồi mà ai không gom thì chịu thôi đó trong tuần này thì nam kim tiếp tục có vùng hỗ trợ kỹ thuật 12 12.5 điểm mua 12 quá đẹp luôn và đóng cửa 14.1 gần như đóng cửa cao nhất và nó đã vượt được ra khỏi cái vùng giá 14 ở đây như vậy thì kịch bản uh, lạc quan đó là nó sẽ kéo lên về vùng 16 và sau đó test cung lại quanh 14 và tiếp tục test thành công ở vùng 14 thì chúng ta sẽ nâng cái target của nó lên vùng 18 Nam Kim nhịp này là phê rồi HSG cũng đẹp, Hoa Sen cũng đẹp <laughs> trong tuần vừa qua thì dự kiến hoa sen đã chỉnh cung về quanh vùng 12 và có thời điểm thì nó tụt xuống dưới 12 nhưng mà sau đó thì nó đã lấy lại trong phiên lên điểm cao nhất ở đây là vùng 132 ok các anh chị đóng cửa 132 như vậy là nó một cái nến tự test cung ở trong phiên rất là ok và kết tuần thì hoa sen đã break vùng 13 và như vậy thì nó tiếp tục là cái cái mục tiêu trong tuần trước chúng ta đã đề ra rồi đó là nó sẽ hướng cản 14 143 Khả năng về đến cản này thì nó sẽ chỉnh cung khá là nhẹ nhàng tích lũy lại thêm một nhịp nữa để break cản và hướng về vùng 15 năm đến khoảng vùng 16 Đó, Nhịp này được là được là hoàn toàn khả thi à, Cổ phiếu VGS cũng rất là đẹp à, Các anh chị có một cái quãng thời gian thu gom à, rất là nhẹ nhàng à, ở khoảng quanh 9.5 đến vùng 10 Kết tuần ở vùng 11.7, hướng cản 12 và sau đó thì chúng ta sẽ ngắm ở vùng 14, 14, 5 Ở TVN, ở trong tuần chúng ta cũng có thêm điểm mua cực đẹp luôn ở vùng 5 đến vùng 5.3 Cây nên kết tuần với một lực đánh uh, <laughs> trên gần sắp xỉ 700.000 cổ phiếu Mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng cản 6 Break cản 6 thì chúng ta hướng về vùng 6.7 nhưng mà trước mắt thì ngắm về 6 đã Uh, TLH cũng đẹp. Trong tuần trước thì chúng ta có điểm mua của TLH đâu đó mua được ở khoảng vùng 6.5 đến vùng khoảng vùng 6.6 ở tuần trước. Tuần này thì nó có test lại ở quanh vùng 6.5, uh, vùng 6.6 và đóng cửa tuần ở 7.28. Mục tiêu thì công cản 7.45. Sau đó thì nó có thể kéo lên vùng 8 cộng và nó test lại ở cản 7.45, tức là test lại đầu mút này mà không thủng thì khi đó là chúng ta hỏi chúng ta và chúng ta coi như là tăng tốc để chúng ta gom mạnh bởi vì khi đó thì chắc chắn rằng là tlh sẽ kéo ở một cái nhịp kéo rất là tốt ở sau đó à, hùng sẽ phân tích thêm nhóm à, cái mã cổ phiếu ksb các anh chị lưu ý đó là nó liên quan đến đá <laughs> thì đối với ksb điểm này là đẹp rồi à, cái tín hiệu giao dịch của cổ phiếu ksb tại cái thời điểm hiện tại là nó đã có 2 triệu bảy đến khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là ok là cái tín hiệu về mặt tín hiệu kỹ thuật cái thứ hai là sau một cái nhịp chỉnh cung thì KSB đã uh, xây lại được ở trên nền. Đó, nó đã xây lại được ở trên nền ở đây này, 15.4. bốn uh, nó đã tích lũy được ở trên nền 15.4 và hiện tại thì ở đây là biên 17.2 đến biên 18 như vậy khả quan. Đó, theo quan điểm cuối tôi cùng thì khả quan là uh, KSB sẽ đánh theo cái kịch bản là tuần tới nó sẽ có một cây đến tuần ngồi lên như này. Đó. Và khi mà xuất hiện một cây nến tuần ngồi lên như này thì nó báo hiệu một cái xu hướng của KSB đó là một cái xu hướng phục hồi. Đó nó chạy theo đầu tư công. Và một cái mã cổ phiếu vật liệu xây dựng nữa là cổ phiếu B B gì nhỉ? Tự dưng quên mất cái con B gì ạ. B B gì ta? B B BCC. BBC. BCC. Xi măng. Thì con này nó cũng hoàn toàn tương tự như là con KSB. Đấy, sau khi nó phục hồi thì biên 7.5 biên 8 theo quan điểm kỹ thuật cùng đánh giá là nó đang xây khá ok và nó đang đi hình xin đây các anh chị à, Mục tiêu ở đây là bây giờ có cản 9.5 đến vùng 10 như vậy là nó Khả năng con này chưa chạy nhưng nó sẽ đan xen như vậy và các anh chị có thể thu gom ở vùng thấp Bán ra ở vùng cao cao này rồi lại thu gom ở vùng thấp và chờ một cái cơ hội Để BCC break vùng cản 10 à, Khi mà nó đánh break à, Vùng 10 với một cái lực cầu à, tương đối tốt đâu đó dự kiến khoảng tầm độ 2 triệu à, không không ở tầm tầm đấy hình như là thế đây này khoảng tầm 2 đến uh, con BCC này muốn đánh ở đâu đã đã ghi ở đây này toàn tầm 2 triệu đến khoảng tầm gần 4 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy là một cái cơ hội rất tốt để uh, chúng ta gia tăng vị thế của cổ phiếu BCC và hiện tại thì nó cũng đang uh, hình thành được một cái gì đây một cái trend kỹ thuật tăng à, và như vậy là tốt đấy và đường MACD điều quan trọng nhất là đường ACD đang hướng lên với màu xanh sắc xanh chủ đạo như vậy là gì cổ phiếu nó bắt đầu hình thành một cái trang kỹ thuật tăng thì đấy là các anh chị lưu ý OK rồi à, bây giờ đến nhóm ngành tiếp theo nó cũng rất quan trọng nó cực kỳ quan trọng các anh chị đó là bất động sản và nhóm ngành đầu tư công thì à, với quan điểm kỹ thuật cùng đây cũng đã có phân tích ở trên trên nhóm đó là gì đó là hiện tại thì nhóm ngành bất động sản khả năng sang tuần tới nó đã tích lũy hai tuần rồi và khả năng sang tuần tới thì sẽ bắt đầu có những cái sự chuyển dịch nhất định đầu tiên sẽ là nhóm anh cái sự chuyển dịch của nhóm anh và nhóm thép ngày hôm nay nó đã chuyển dịch rồi nhóm chứng khoán ngày hôm nay cũng bắt đầu có cái sự chuyển dịch như vậy thì nó sẽ có một cái sự hội tụ về mặt kỹ thuật là tất cả các nhóm ngành đồng loạt break kháng cự đó và nhóm thép ngày hôm nay đã làm rất tốt ở nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay là tạm tốt Thế còn nhóm banh thì chỉ có một số các mã cổ phiếu thôi Thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích đến cái nhóm ảnh đó Và nhóm ngành bất động sản cũng như vậy à, Chúng ta sẽ chờ đợi à. À, Sau một cái giai đoạn tăng à, nhịp sóng 1 Thì cổ phiếu nhóm này bắt đầu tích lũy Cấp 2 à, Cái nhịp tích lũy này để làm gì? Để ai chốt thì chốt Ai cầm cổ phiếu thì tiếp tục cầm Và cái dòng tiền mới người ta sẽ luân chuyển vào Để người ta kỳ vọng À như vậy là tôi kỳ vọng mua DG ở vùng 17 đúng không ạ? 16.5 ở à, trong tuần vừa qua có điểm 16.5 cực đẹp à, tôi kỳ vọng DG 16.5 đến 17 với vùng giá mục tiêu như vậy thì tôi kỳ vọng là DG sẽ lên vùng 27.5 đó vậy thì cái câu chuyện là dòng tiền mới à, dòng tiền một là họ đã chốt ở đây rồi thì bắt đầu dòng tiền mới lại đẩy cổ phiếu lên một cái năng thang mới thì cái quy trình vận hành của cổ phiếu là như vậy à, DG trong tuần qua à, test tích lũy tương đối đẹp các anh chị vùng 16.5 à, DG vào đây 16.5 đến 17 à, Tương đối đẹp Và mục tiêu à, sơ bộ Thì tuần này lại ngắm lại cản 20 Đến khoảng vùng 22 à, Shell ở đây à, Chúng ta thấy rằng là Shell ở đây Đây các anh chị, Shell vẫn tiếp tục gặp Cản kháng cự 25 đến khoảng vùng 26 Đây tuần này thì nó đẩy lên vùng 25 Nhưng mà nó không vượt được Và sau đó thì có hai cây nến tiếp tục à, Đẩy lên vùng kháng cự 25 À, đồng thời thì nó cũng hình thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 19 năm mà 19 mấy đấy ta cái mút nến thế này, này à, mút nến này nó đang rất hay 19 năm đúng rồi vùng 19 năm đó thì nó cũng có một cái hỗ trợ 19.5 ở đây cũng rất hay và nó thường xuyên test kỹ thuật về ở đây và nó bật long À, như vậy thì sang tuần tới thì khả năng là sell nó cũng sẽ tiếp tục có một cái sự vận động trong một cái biên hẹp ở khoảng quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 24 và nó sẽ đi như này. Trước khi mà nó hình thành được một cái cái phân kỳ ở đây thì chúng ta sẽ à, nhìn thấy được một cái giai đoạn mà nó đi đi tích lũy. À, cổ phiếu HBC à, HBC cũng đang đánh tương đối là sát với kịch bản. Trong tuần thì nó sẽ kéo lên vùng kháng cự 12 và sau đó nó sẽ chỉnh cung. À, chỉnh cung thì chỉnh cung nhịp một là nó sẽ chỉnh về quanh vùng 11 và nhịp sâu hơn nếu có sẽ chỉnh về vùng 9.5 đến vùng 10 Hiện tại trong tuần thì nó dừng lại ở điểm 10.4 Khả năng trong sang tuần tới thì nó sẽ có thêm những cái điểm uh, trả lại cung khả năng là nó vẫn đang còn Tức là quanh điểm 10.4 Và đối với HBC thì các anh chị cũng có thể canh để chúng ta thu gom thêm Bởi vì nhịp này thì HBC cũng đang vào những cái sóng tăng theo quan điểm cuối thuật cùng là là sóng dài chứ nó không không còn là sóng ngắn nữa Uh, cổ phiếu DG <laughs> đẹp trong tuần chúng ta có vùng 13 uh, Trong tuần thì chúng ta có vùng 13 đến vùng 13.5 để chúng ta thu gom Và uh, hướng cản ở đây là hướng cản 16 Các anh chị hướng cản 16 uh, Dự kiến thì tuần tới thì cái cản 16 này thì nó sẽ hoàn thành thôi Nó sẽ uh, hướng cản 16 sau đó nó sẽ có một cái nhịp rông rung lắc nhẹ ở đây Uh, rung lá khỏe thì nó kết lại khoảng quanh vùng 14.8 đến khoảng vùng 15 đó 14.8 đến khoảng vùng 15 uh, rồi sau đó thì chúng ta sẽ hướng lên uh, cái vùng giá mục tiêu tiếp theo ở khoảng vùng 17.5 đến khoảng vùng 18 đối với DXG uh, DXS hiện tại thì chúng ta vẫn đang uh, có một cái vùng tích lũy ở 6.3 đến khoảng vùng 6.6 đây là vùng mà các anh chị có thể thú gom nói chung DXS khi nó kéo thì nó kéo cũng rất là nhẹ đất xanh mà kéo thì DXS nó cũng kéo thôi. Và cái nhịp này thì nó đang tích lũy tương đối là tốt. Các anh chị, em lưu tâm đến mã cổ phiếu SCR trong thời điểm hiện tại. Sau nhịp tăng một và SCR tiếp tục hình thành được một cái biên ở đây, biên 5.5 đến biên 5.7 các anh chị, tuần vừa qua có điểm mua gom cực đẹp. Tuần trước cũng có điểm ở đây 5.5 đến 5.7 cực đẹp. Như vậy là chúng ta có hai cái điểm phân tích cực kỳ là là ok ở đây cho các anh chị đóng cửa ở vùng 6.56 Mục tiêu thì SCR sẽ công cản ở đây đó là nó sẽ công lên khoảng vùng 7.2 đến khoảng 7.3 Rồi sau đó nó sẽ chỉnh cung test tích lũy đẹp ở đây và tiếp tục một cái hành trình mà theo quan điểm cùng là nhịp này thì SCR sẽ đánh về mệnh tích lý nữa là đánh về 10 à Nên những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm SCR thì chúng ta chú ý lưu tâm trong các cái nhịp chỉnh cung thì chúng ta có thể ăn thêm Cổ phiếu LDG cũng như vậy <laughs> LDG thời điểm tại là nó cũng đã tích lũy rất là thành công rồi Rất thành công và trong tuần thì chúng ta có dự kiến ở biệt điểm 4.6 Và điểm sâu hơn đó là vùng 4 đến vùng 4.25 Nhưng mà nôm na là chỉ mua được quanh 4.6 thôi Nếu mà ai đặt khéo thì mua được khoảng 4.3 4.3 là 4.6 Tuần này thì nó cũng đã có một cái điểm break lên ở đây Tức là khoảng quanh vùng 4.8 đến vùng 5 mà nó tiếp tục tích lũy quan điểm kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ ngắm vùng kháng cự là 5.8 đến khoảng vùng 6 rồi nó sẽ chỉnh cung và chỉnh cung kỹ thuật xong ở vùng này à, thì khi đó chúng ta sẽ ngắm lên cái vùng cản nó cao hơn đó là khoảng 7.1 đến 7.2 và sau đó thì nó sẽ à, lắc nhẹ ở đây tất nhiên là cổ phiếu nó đi nó không 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 đi một mạch đâu các anh chị nó sẽ có qua những cái trạm dừng chân đó, để nó tích lũy và nó tích lũy thêm cái năng lượng à, để nó đi tiếp <laughs> C2 hiện tại thì lực cầu chưa đạt, lực cầu nó phải đánh khoảng tầm từ 8, trung bình từ 8 triệu đến khoảng tầm 12 triệu cổ phiếu trên một phiên Còn nhìn về tín hiệu giá thì trong tuần vừa qua C2 tích lũy như vậy là cũng tạm ổn Nó nó test lại cái mút nến của phiên ngày thứ sáu và hiện tại thì nó đang đóng cửa được ở cái biên 15 đến biên 15-4 Mục tiêu với tín hiệu lạc quan như vậy thì chúng ta kỳ vọng là nó sẽ kéo lên khoảng vùng 16 và test lại Test cung lại ở khoảng quanh vùng 15 À, trước khi mà nó công cái cản ở đây đó trước khi mà nó công cản ở đây đó là nó sẽ công cản ở đây nó là công cản à, uh, công cản 17 các anh chị và nhịp này thì xe hai đánh cũng tương đối là tốt rồi nhìn chung là mặt bằng chung của các mã cổ phiếu là nó đang hướng hướng trên kỹ thuật tăng hết <laughs> à, nbb NBB 12.5 đó tuần này thì có hai điểm test về 12.5 và đóng cửa vùng 13 và khả năng tuần tới thì nó vẫn có những điểm nói chung là nó đi hình răng cưa. trước khi mà có những cái lực cầu đánh tốt hơn. cản của NBB thì ở đây thôi, cản của nó thì vẫn là vùng 15 10 mười mấy đây này, 15. 15 15.5. <laughs> À, chúng ta phân tích sang một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành đầu tư công gồm có Phê Fcom là tuần này rất là đẹp rồi các anh chị nhá. Như vậy tuần trước là chúng ta có vùng 8 đến vùng 8.3 để chúng ta mua. Tuần này thì có thêm một điểm ở 8.7 đến 9.1. Rồi, có điểm này và kết tuần thì nó break vùng cản 10 như vậy là rất là ok. Thì ở đây nó cũng có một cái điểm đánh lên 10 này. và sau đó nó test lại này. Thì ở đây nó cũng như vậy thôi. À, quy luật là có thể nó tuần tới cái sự ứng phần nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 11 và sau đó nó có những cái điểm nhả cung lại quanh vùng 10, thậm chí là có vùng 9.8 đến vùng 10. Sẽ nốt lại đây. À, 9.8 đến vùng 10 thì đấy sẽ là những cái vùng mà chị canh để chúng ta thu gom. À, với một mục tiêu ở trong nhịp này thì PECOM cũng có những cái thông tin cơ bản khá là tốt. Hướng lên vùng kháng cự 12 đến khoảng vùng 13. C4G, uh, C4G ở trong tuần này thì uh, phiên ngày hôm nay nó công cản ở đây là cản 10.5 đến 11 nhưng mà nó công chưa thành thì nó sẽ dành thời gian cho tuần tới. Nói chung là cái miếng đánh của thằng này nó phải đánh từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên. Hiện tại thì đường mát cũng đang khá là ok. Uh, và tuần tới thì C4G chúng ta sẽ canh lưới ở khoảng quanh vùng 9.8 đến khoảng vùng 10. Mục tiêu ở đây ngắn hạn thì uh, công cản ở đây đã đó, ông phải công công vượt được cái cản 11 đấy này 10 11 10.8 ông phải công vượt cản 10.8 đến 11 trong cái hành trình là hướng về cái target vùng giá mục tiêu 13 VCG thì hiện tại cũng đang rất là đẹp nó đã hình thành được một phân kỳ tăng và hiện tại đối với VCG thì cũng vẫn đang phân tích một sóng lên các anh chị lưu ý là như vậy trong một cái nhịp ở video tuần 155 các anh chị nhỉ 155 À thì hùng đã có phân tích một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 15.5 vùng 16 ở đây rất đẹp để các anh chị thu gom và trong tuần vừa qua thì hùng có nói đến <laughs> một cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở đây quanh vùng 17.5 cũng có một điểm để các anh chị mua ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba à hiện tại nó đóng cửa vùng 18.8 và cái cản của nó ở đây vẫn là vùng 20 à với góc độ kỳ vọng mà nó thông tin tích cực nó ra liên tục thì chúng ta sẽ ngắm ở cản 22 sau đó nó test lại cản test lại hỗ trợ 20 và test thành công thì khi đó chúng ta mới nâng cái target lên khoảng vùng 26 nói chung vcg nhịp này mà đánh lên được khoảng target vùng 26 là cũng ấm rồi các anh chị, em ấm rồi đấy, nhìn chung là êm ấm đánh lên được cái cản này là cũng ngon lành rồi, đó đánh đánh lên được cái cản đó xong rồi chốt tạm và chúng ta chờ một cái thời cơ ở bên này thì như vậy cũng khá là tốt nếu được như vậy. Uh, rồi, sẽ phân tích uh, tiếp theo cặp tiếp theo đó là Nam Long, NLG Nam Long hiện tại hình như cũng đang rất là ok đúng rồi. <laughs> ở uh, trong tuần thì Nam Long tiếp tục uh, quay trở lại test cung kỹ thuật ở quanh vùng 27 đến khoảng vùng 28 ở đây. Tuần cũ nó test và tuần này nó tiếp tục test. Uh, nó ngồi lại lên được trên vùng 30 cộng. Uh, hơi tiếc một tí cây nến này mà ngày hôm nay mà nó đóng cửa được cái vùng giá cao nhất ở khoảng vùng 31.5 thì sang tuần là, là đẹp. Đó, nó có một cây nến xanh nó ngồi lên như này thì là đẹp anh chị mục tiêu hướng cản 34 34.5 sau đó nó sẽ chỉnh cung KDH gặp cản ở đây đó là cản 31 30 đến khoảng mùng 31 và các anh chị lưu ý này đối với con này thì nó bắt đầu có một cái tín hiệu ở đây là gì bắt đầu ông bắt đầu chậm đà tăng rồi đường macd CD bắt đầu đỏ rồi đó bắt đầu đến đoạn này bắt đầu đỏ rồi thì cái câu chuyện nó bắt đầu đỏ rồi thì cái đà tăng của cổ phiếu nó sẽ chậm đi như vậy nó cứ xu hướng chủ đạo nó sẽ test cung tuần tới thì nó sẽ tiếp tục test lại vùng 26.5 sau sau hơn thì có thể là phải ngắm vùng 23.5 đến vùng 24.5 HDG hiện tại cũng đang rất là ok đó HDG này trong tuần video số 155 thì có dự vùng chỉnh cung kỹ thuật 29 đến vùng 30 cho anh chị gom những điểm gom khá là sát phiên giao dịch ngày thứ ba cũng có một cái điểm sát vùng 30 kết tuần ở vùng 34.7 như vậy rất là tuyệt vời đúng không anh chị thay vì cái câu chuyện là chúng ta đua ở những cái vùng cao ở đây những cái vùng cao ở đây thì chúng ta xem những bản tin tuần cùng Lê và xem những cái phân tích ở trên nhóm không chat N02 Đó, thì chúng ta sẽ hình dung ra được một cái cách đi cái cách vận hành của cổ phiếu và từ đó thì chúng ta có những cái vị thế mua rất là ok mục tiêu thì sẽ công cản 36.5 đến khoảng vùng 37 và nó sẽ chỉnh cung lắc nhẹ nhàng mà lắc tức lũy thành công thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 40, nhưng vùng 40 thì tính sau. À, cổ phiếu HDC, như vậy HDC cũng rất là ok, vùng cản 38 phân tích ở trong tuần cũ rồi. À, đừng có ngẫu hứng mà mua vào. Đồng thời chúng ta cũng đã phân tích những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật rất là sát ở dưới này, vùng 33, thậm chí là xuống đến tận vùng 31 32. ở à, những cái vùng mua rất là sát ở vùng hỗ trợ và tuần này thì nó lại lên được vùng 35 36. À, vui vui thì tuần tới nó lại uh, uh, kéo lên khoảng vùng 38, 38.5 Đó, uh, các anh chị cầm thì chúng ta lại chốt bớt đi uh, Rồi biết đâu được thì nó lại vòng một phát nữa về đâu đó khoảng vùng 32, 33 uh, 31, 32 dưới này chúng ta lại mua như vậy là vô hình nhưng mà chúng ta làm được rất nhiều vòng uh, Khi chúng ta nắm được những cái điểm hỗ trợ rồi những cái điểm kháng cự như vậy thì chúng ta làm được rất nhiều vòng uh, Đối với các cái mã cổ phiếu Mà lại an toàn đúng không ạ an toàn ở đây là gì an toàn có nghĩa là chúng ta không mua phải vùng đỉnh cao mà chúng ta tận dụng để chúng ta mua được những cái vùng hỗ trợ rất là thấp rồi ở bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm ngành tiếp theo rất quan trọng và trụ lực của thị trường đến tại thời điểm hiện tại là nhóm cổ phiếu ngành banh là ông đã phân tích khuyến nghị đầu tư từ ngày 13 tháng 10 và hôm nay là 16 tháng 12 như vậy là dòng đã hai tháng qua thì ông vẫn tiếp tục Tiếp tục khuyến nghị các anh chị trong team Cầm banh Bởi vì uh, Banh nó chưa hết sóng Và banh nó vẫn đang có những cái dư địa Để nó tăng trưởng Mặc dù cái banh ấy, Thì nó không tăng Tăng sốc Nhưng mà nó đi uh, Tương đối chậm rãi Nó đi lừ khả lừ khử Như vậy cũng được Đơn cử như việc có banh Nếu chúng ta tính từ ngày 13 tháng 10 Cho đến thời điểm hiện tại 63.5 Và nó cũng đã đi lên được cái max target Mà chúng ta dự kiến ở đây Quanh vùng 85 Như vậy là cũng khá là ổn rồi Đúng không ạ ít nhất là không lỗ cái đó đó việc công anh em việc công anh thì trong ngày hôm nay quỹ cơ cấu nên là cũng khá là khó để mà định lượng uhm. tuần tới mà khỏe thì nó sẽ lấp lại gap này tức là nó sẽ kéo lên vùng 82 83 sau đó thì chúng ta sẽ tính toán tiếp MBB ổn MBB đẹp trong tuần thì MBB đã test lại ở đây vùng kỹ thuật 17.3 17.5 ổn à, ờ, tuần này có một cái nến break lại ở đây các anh chị nhìn thấy đây cái vùng 193 18 năm 193 gặp lại cái tháng cự thì đương nhiên là nó phải rụt lại và tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục kiểm tra lại cái hỗ trợ kỹ thuật 18.5 mục tiêu hướng đến đó là vùng 20 đến khoảng vùng 20.5 ở đây đối với mã cổ phiếu MBB hoàn toàn được về đến đây thì chỉnh cung nhẹ nhàng một tí đó, rồi lại hành trình đi lên tiếp và nói chung là Trong cái nhịp này thì banh gần như banh đồng đều hướng đến cái cản uh, cao nhất Tức là cái nhịp mà nó vừa mới suy giảm ở gần đây Đó, Nó sẽ hướng lên những cái vùng 23 đến khoảng vùng 23.5 đối với một vùng giá mục tiêu của MBP VBBank uh, ổn À đối với Big trong tuần, đó chúng ta có điểm chỉnh cung kỹ thuật 16.5 cho các anh chị em thu gom thêm, còn cái điểm chỉnh hai ở quanh vùng 15 8 16 không có. Ờ à, tuần này thì nó cũng đã đánh lên cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 18.6 nhưng mà không qua được vùng 18.6. Chính vì vậy tuần tới khỏe khỏe thì nó sẽ trả cung, chắc chắn nó sẽ trả cung lại ở khoảng quanh vùng 18 tức là có hai vùng chỉnh cung kỹ thuật một là chỉnh về quanh 18 hai là chỉnh về ở dưới này là vùng 10 17 6 thì tùy nhưng mà nó sẽ test lại cung kỹ thuật ở đây trước khi mà nó có thể break lại cản vùng 18.6 lần thứ hai và ngắm vùng giá mục tiêu ở khoảng quanh vùng 20 ở BIDV BIDV thì là con đánh trận đầu á con này là nó đánh ra chân trận đầu tiên và đến thời điểm hiện tại thì gần như MBB cũng đã hoàn thành À, cái target mục tiêu ở vùng 41.5, vùng 42 và nó đang chỉnh cung. cái câu chuyện là nó mình có nâng được target của MBP lên nữa hay không, à, BIDV lên nữa hay không thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái gì, à, phụ thuộc vào vùng 38 ở đây. trong tuần thì tạo lập đã giữ lại vùng 38 tương đối là tốt. đó. và tuần tới thì khả năng nó sẽ kéo lên vùng 40 và nó sẽ dích rác dích rác. sau cái giai đoạn dích rác đó thì chúng ta sẽ cần thêm những cái tín hiệu về cung cầu. ví dụ nó xuất hiện những cái phiên mà nó đè lại vùng 41.5 với lực cầu đâu đó khoảng đạt khoảng tầm độ trên 4 triệu cổ phiếu một phiên như vậy thì đấy sẽ là một cái phiên mà nó sẽ dự báo cái xu hướng của MBB nó sẽ kéo lên được ở vùng 44. Còn trong trường hợp mà tuần tới MBB mà chốt gãy vùng 38 thì các anh chị chốt nha Chúng ta hành động theo xu hướng. Công thương cũng như vậy, công thương cũng là một mã cổ phiếu chạy trận đầu, như vậy công thương chạy từ vùng 20 và bây giờ đã suýt soát là đạt được đến vùng 29 rồi như vậy là cho là nếu mà đạt được vùng 30 tức là như vậy là nó đã chạy được 50 phần à, lãi các anh chị nhá đó như vậy là cũng cũng khá là ngon đúng không ạ mặc dù nó chậm nhưng mà nó đi rất là chắc nó đi lững thững từ từ cho nó không đi vội vàng nên là banh là rất hay à, vấn đề là chúng ta nhận diện được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để mà chúng ta thu gom <laughs> thì công thương đến thời điểm hiện tại là nó đang gặp cản nhá cái cản 29 này là cản rất mạnh này các anh chị lưu ý này cản 29 này là cản rất mạnh Chính vậy nên là nó sẽ mất rất nhiều thời gian Đồng thời tức là cái biên 2729 là các anh chị lưu ý nếu như chúng ta đánh T0 đó, thì chúng ta cái 27 chúng ta 27, 27 27 này chúng ta đây này tuần vừa vừa rồi nó có xích soát điểm 27 này đó 274 27 274 27, chúng ta gom và lên đến cái vùng 29 28.5 29 thì chúng ta bán ra tạm thời như vậy và khả năng theo cái 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 phán đoán của ông Lê thì nó sẽ tiếp tục có một cái giai đoạn đi sideways đó, nó đi như này để diện nó tích lũy và sau cái giai đoạn tích lũy đó thì nó sẽ phát đi cái tín hiệu kỹ thuật Tăng hay giảm thì nó sẽ cuối cái giai đoạn tích lũy đó à, Techcombank là mã cổ phiếu chúng ta mua sau sinh sau đẻ muộn Và hiện tại thì Techcom cũng đang có những cái điểm đánh tương đối là đẹp à, Trong tuần vừa qua thì nó cũng đã test về lại quanh vùng 27.5 như vậy là tạm ổn Và tuần tới thì khả năng nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 28.5 Mục tiêu ở trong nhịp này thì Hùng sẽ hướng đến cái cản của nó tiếp theo là nó khoảng vùng 31 đến vùng 32. hai. À, sau đó về đến cái cản này thì uh, chỉnh cung. À, chỉnh cung nhẹ nhàng tích lũy mà ngắm sơ sơ được nếu như nhịp này mà Techcom mà đạt được cái target mục tiêu. Uh, target mục tiêu lên được khoảng vùng 38 thì cũng rất là ok. Tức là Hùng đang kỳ vọng hơi 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 cao nhưng mà không biết có đạt được hay không. Nhưng ít nhất là chúng ta sẽ xây từng từng cái target một. Đó, cho chúng ta không có vội vàng. Đầu tiên sẽ là vùng 31 đến vùng 32 đã. À, TP Bank cũng một mã cổ phiếu được cơ cấu ở trong nhịp này. Như vậy là trong tuần vừa qua thì TP có vùng 22.45, cả tuần nó đi test tích lũy ở vùng này tương đối đẹp. Mục tiêu thì vẫn ngắm ở đây thôi. À, 24 à? 24. <laughs> 24 năm. Nói chung là ông phải break được cái cái vùng 25 ở đây thì khi đó mới phê này. Và cái con này ý, đặc tính tạo lập của nó đi, à, nó đi cũng tương đối là tươm nhá. Nếu như mà chúng ta ăn được hết sóng của TP thì cũng là cả một vấn đề đấy. Nên là chúng ta cứ yên tâm từ từ chúng ta sẽ phân tích, cầm nắm. Cổ phiếu VIB cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị phân tích đầu tư ở trong nhịp này, VIB cũng hay. Như vậy là trong tuần vừa qua thì VIB tiếp tục có một điểm test sâu về quanh vùng 20. Như vậy là điểm mua tương đối sát với cái điểm xuất phát điểm của chúng ta mua ban đầu rút uh, phát điểm chúng ta mua ban đầu đó là vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 như vậy là tiếp tục test tuần trước có một điểm và tuần này có một điểm uh, như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ canh tiếp uh, thu gom ở quanh vùng 20 20.5 <laughs> nếu có mục tiêu ở đây thì chúng ta sẽ công cản ở đây là công cản 23.3 uh, cái cản này sẽ là cản đầu tiên rồi sau đó chỉnh cung uh, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện những cái cản tiếp theo Ờ uh, STB cũng hay STB cũng hay tuần uh, qua nó có chỉnh cung, nói chung là những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật nó test lại ở trên vùng 20.5 đến vùng 21 là đẹp. Tuần vừa rồi nó test về 21. Uh, break lên được ở trên vùng 22.5 cộng và nó đang có ba cây nến test kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 22 cộng ở đây. Như vậy là 22.5 cộng. Như vậy mục tiêu tiếp theo thì vùng vẫn hướng đến cản 24 24.5 của cổ phiếu STB. SHB cũng đang rất là hay Đó, SHB rất là hay Tuần cũ thì nó đã đạt cản này 11 11 mấy đây ta 11.7 đến vùng 12 Tuần này nó test cung và trong cái điểm test cung thì có dự kiến ở vùng 10.3 đến vùng 10.5 đấy các anh chị này, điểm này là chạm được Vùng 10.5 Phiên ngày hôm nay hơi tiếc nuối một tí nếu như cây nến ngày hôm nay là một cây nến xanh Như thế này thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm cây nến ngày thứ hai đó nếu như mà một cây nến như thế này thì 10 điểm luôn không phải chê cái gì nữa đó, và lực cầu thì phiên này hôm nay là đánh gần 31 triệu cổ phiếu là thơm rồi đó, mục tiêu của SHB ở trong nhịp này thì vẫn tiếp tục hướng cản 117 đến vùng 12 hai à, Liên Việt Postbank Liên Việt Postbank Liên Việt Postbank cũng đánh trận đầu rất là hay đúng không anh chị nó tại cái thời điểm mà Liên Việt Postbank ở đây có vùng giá À, 8 đến vùng giá 8.3 là đã đã bắt đầu phân tích một cái sóng hồi và từ vùng 8 mà lên tận vùng 14. À, là cũng khứa khứa nhá. Còn nếu mà từ vùng 8 mà nó lên được vùng 16 tức là nó đã tăng 100% các anh chị. Sáng đấy, từ ngày 13 tháng 10 à, đến bây giờ là 2 tháng thì à, nếu như chúng ta mà đầu tư Liên Việt Bank theo những cái phân tích kỹ thuật này thì chúng ta đã đạt được khoảng tầm ở à, target 100%. Hiện tại thì nó đang công cản ở đây là cản 13, 8 đến 14 Tức là cản này cũng là một cái cản trong một cái nhịp phân tích vùng giá mục tiêu của chúng ta Và nó chỉnh cung kỹ thuật Và nó chỉnh cung kỹ thuật ở quanh 12, 8 đến 13 cũng rất đẹp Đẹp như trăng rằm luôn ở Phiên ngày hôm nay tiếp tục công cản 14 nhưng mà công không thành ở Với cái lực đánh như thế này thì tuần tới khả năng là tất nhiên là cái lực cầu hiện tại của em này đang khá là thấp này Tức là nó 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 thấp bởi vì là nó gặp kháng cự các anh chị À, như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng chịu tải của em này ở khoảng quanh vùng 128. Mục tiêu thì vẫn công break 4 để hướng cản 15. À nhìn xem nào. Được, nói chung là sóng banh khả năng là sẽ nối nối sóng sẽ nối sóng. Và với banh thì hùng cũng kỳ vọng là tuần tới nó sẽ có những cái bước đột phá để có thể break cản để đi tiếp. Thì đấy là kỳ vọng còn đương nhiên trong trường hợp nếu như mà nó bị phá vỡ cái vùng mười thì các anh chị nên chốt bớt bởi vì chúng ta không nên cố chấp à, chúng ta không chống lại được xu hướng của cổ phiếu mà chúng ta hành động và nương theo xu hướng của cổ phiếu nương theo có nghĩa là là gì có nghĩa là đi theo đi theo có nghĩa là gì cổ phiếu tăng thì chúng ta tiếp tục cầm nhưng cổ phiếu giảm và vi phạm các cái mốc kỹ thuật thì chúng ta bán ok đấy là quan điểm banh à, banh à, thì như vậy là hết đúng rồi bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua nhóm ngành chứng khoán thì hoàn toàn tương tự như nhóm banh thì nhóm ngành chứng khoán hùng cũng đang kỳ vọng là sau 2 tuần uh, test tích lũy thì nhóm này sẽ bắt đầu công cản và break cản để uh, test lại cản và mở ra một cái chương mới thì đấy cũng là một cái cơ hội để cho index của cả thị trường bắt đầu phục hồi và nó sẽ tăng uh, những cái sóng tăng tốt hơn gọi là cái sóng tăng thứ ba sau cái nhịp uh, chỉ giảm tích lũy của sóng giảm 2 Uh, cổ phiếu VCI uh, nhìn chung trong tuần vừa qua thì VCI có một điểm test tích lũy cực đẹp như vậy là cực đẹp luôn 23.5 đến vùng 24 và mục tiêu thì uh, nó sẽ công cản vùng 28.5 vùng 29 và tại đây thì nó sẽ có một cái sự chỉnh cung nhẹ nhàng uh, trong trường hợp nó chỉnh uh, test tích lũy thành công để nó hình thành uh, hình thành tiếp một cái nhịp sóng tăng đó là kỳ vọng tức là cái quan điểm cùng là trong nhịp này thì uh, cái sóng ngành chứng khoán nó không chỉ dừng lại ở đây và nó sẽ tiếp tục kéo ít nhất ví dụ như là nó cũng sẽ kéo về khoảng cản 35 đến khoảng cản 38 ở đây đó thì nó mới bắt đầu gì ạ nó mới bắt đầu hết cái nhịp sóng này và nó lại bắt đầu đạp ở bên này thì đấy là đấy là cái kỳ cấp độ kỳ vọng và các anh chị lưu ý thêm cái kịch bản này và chúng ta sẽ tiếp tục bám sát để phân tích theo cái hướng đó à, VND VND vẫn đẹp VND break cản rồi đấy VND nhìn à chưa vẫn còn vương vấn 16. <laughs> Nhưng nói chung là nó, nó nó qua được 15 là đẹp. Tuần này thì VND có điểm 14. Đấy. Mua được đúng điểm, mua được đúng mút đáy 14 142. À chúng ta sẽ ngắm vùng kháng cự đây, vùng 17.5 đến khoảng vùng 18. À, nhìn chung về đến vùng này thì nó lại tiếp tục nó sẽ có cái sự chỉnh giảm ở đây. À, SHS các anh chị lưu tâm, đối với SHS ở trong thời điểm hiện tại Lùng đang cũng đang nhìn thấy một cái cơn sóng tăng rất là tốt Sau 2 tuần test tích lũy nó không thủng vùng 8.5, tuần này thì nó bắt đầu ngồi lại được ở trên vùng 9.6 cộng Như vậy là tích cực rồi, đóng cửa vùng 9.9 à, Mục tiêu sẽ hướng cản 11 sau đó là test cung lại ở khoảng vùng 10.3 đến 10.5 không thủng À, thì cái đó là chúng ta hò dô ta để mà kéo pháo thôi và mục tiêu uh, nhịp này của SHS á, nhìn xa xa nhá nhìn xa xa thì sẽ hướng cản 14 đến khoảng khoảng 15 Ờ à, Tuy nhiên là nó cần phải qua thời gian chứ không phải là một phát là từ đây cắm lên đây đâu thế thì ai cũng đánh được chứng khoán đó, à, nó đi từ đây xong đó nó phải kéo 11 xong xả xong kéo lên 12 3 gì đấy xong đó nó xả một nhịp nữa rồi khả năng mới đi được lên đến 15 đó là cái 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 dự kiến về một cái tương lai và chúng ta sẽ bám sát để chúng ta phân tích thêm. Uh, SSI bây giờ thì nó vẫn đang công cản 21, 21.5 <laughs> tuần vừa qua thì nó có điểm chỉnh cung kỹ thuật đây cũng đẹp này, quanh vùng 19 cho các anh chị gom này. Tuần tới thì khả năng gặp cản này thì HCM chưa 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 break được đâu, HCM vẫn còn một nhịp chỉnh cung nữa. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ xem cả cái xu hướng xu hướng chung của cả thị trường thì khi đó chúng ta mới đánh giá cái khả năng break cản của thằng HCM ở đây. À, thằng SSI xin lỗi cả nhà. xong đến thằng HCM. ở à, thằng HCM là đẹp hơn này. Thằng HCM mà nó đẹp hơn thằng SSI. Trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có hai cái điểm chỉ công kỹ thuật cực đẹp 21.5 và sau đó là điểm 20.3, 20.8. Điểm 20.3, 20.8 này đã được hùng đề cập rồi. Đây là những cái điểm mà gần như những cái điểm hỗ trợ được gọi là then chốt về mặt kỹ thuật. Tuần này hơi tiếc một tí, cây nến ngày hôm nay nó không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất. <laughs> nhưng như vậy là nó cũng đã có những cái cái gọi là đánh nháp các à, anh chị đánh nháp mục tiêu ở đây thì chúng ta vẫn tiếp tục là công cản 24 24.4 sau đó nó chỉnh cung kỹ thuật test lại vùng 23 không thủng và hướng đến vùng 26 đó là cái cái cách mà dự báo cái cái khả năng đi của cổ phiếu HCN ở trong tuần tới MBS đang cũng đang rất là ok cây nến này thì khả năng cây nến đều của các anh chị này nhưng mà cây nến mà test về 13 này là cây nến thật này <laughs> đó tuần vừa qua thì BBS test về 13 và đóng cửa 14 mục tiêu thì ở đây là chúng ta lại ngắm lại vùng đây thôi 15.8 đến khoảng vùng 16 và sẽ đánh giá thêm cts đang đánh cực kỳ khỏe luôn trong tuần vừa qua sau khi nó hoàn thành target 14 thì chúng ta tiếp tục nâng cái vùng kháng cự của nó lên vùng 16 đạt rồi đấy cây nến này là đạt ở 15.95 À, sau đó nó bắt đầu tích lũy chỉnh cung như vậy tuần tới thì kỳ vọng ở đây đó là gì nó có thể test lại vùng 14 13 không thủng à, thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng kháng cự 16 và cản 16 thì nó sẽ hướng lên vùng 18 đến khoảng vùng 20 như vậy là đó thì cái cái mục tiêu của chúng ta đó là gì mục tiêu của chúng ta là tất cả các mã cổ phiếu sẽ đánh về vùng đỉnh của cái nhịp của cái nhịp ngày 13 tháng 9 đó nôm na nó là như vậy thì ví dụ khi CTS về đến đây thì nó cũng sẽ bắt đầu hiện nó bắt đầu xả và chúng ta lưu tâm đó để cái nhịp này là thôi té nhanh nhanh té nhanh còn kịp đó đừng có ham vui nữa à, cổ phiếu BSI <laughs> BSI trong tuần cũng đã có điểm tích lũy đẹp ở quanh vùng 16.8 đến vùng 17.5 mục tiêu thì sẽ hướng vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 đánh giá tiếp Uh, bbs quá đẹp cây nến này thì khả năng cây nến đều này nhưng cây nến mà test về 16 là cây nến thật <laughs> khả năng cây nến thật uh, phiên ngày hôm nay đẹp rồi bbs có một cây nến sừng sững đi lên như này thì quá đẹp rồi cái tính tạo lập của thằng bbs này nó đánh cũng rất là khó chịu đánh rất là đây nó đánh hình chữ v này đó thì uh, chỉnh này phát lên nó nhồi lên xong đó nó chỉnh cũng rất nhanh Đấy. anh em mà mà lệch nhịp là chỉ có mua đỉnh bán đáy thôi nhưng mà đúng nhịp là cứ mua đáy bán đỉnh. Đấy ví dụ mua ở đây, những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật vùng đã có phân tích ở đây, ví dụ vùng 16. Tuần trước thì có vùng 15, 15.4. Đó. Mục tiêu 20 20.5 của BBS AGR hiện tại đang tích lũy và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng có những cái điểm mua tích lũy của AGR cực đẹp ở khoảng quanh vùng 8. Đây, 8 đến vùng 8.2. Mục tiêu ở đây thì nó sẽ đi sideways ở vùng 8 đến vùng 8 chấm mấy này, 8.9. Đó, nó cứ đi như vậy. Rồi chờ một cái cơ hội dòng tiền đánh tốt để nó bứt phá vùng cản ở đây là vùng 9.5. Cổ phiếu VX. Trong tuần thì VX cũng đã có một điểm mút công lại vùng 9. Đây là vùng kháng cự thì nó liên tục nó chỉnh cung uh, test tích lũy thứ nhất là điểm 7.9 thứ hai có điểm dự kiến 7.4 đến 7.4 không về mà hiện tại là chỉ có loanh quanh 7.9 đến vùng 8 thôi khả năng tuần tới thì vẫn như vậy thôi với sẽ chưa chạy được còn những điểm test lại ở vùng 79 đến 8 sau đó khỏe khỏe thì kéo lên ở khoảng vùng 9 <laughs> đến khoảng vùng 9.3 rồi lại chỉnh cung Đấy, nói chung nó cũng phải dập dìu rất là lâu ở cái điểm này thì khi đó nó mới có cái cơ hội để mà vượt thoát cái cản 9.3 ở đây và khi VX mà bay được cái cản 9.3 rồi thì khi đó nó lại đánh rất là thoát khi đó thì chúng ta lại gần như là chúng ta không gặp vấn đề khó khăn nữa và lúc đó thì cổ phiếu cứ thế nó đi thôi à, APG APG nhìn chung là đánh rất là khó chịu vẫn chưa chỉnh cung không biết là như thế này thì ý đồ của tạo lập như thế nào nhưng khả năng cao là uh, sau những cái phiên ở đây mà nó không chết mà nó tiếp tục kéo lên như thế này thì có nghĩa là dòng tiền mới nó bắt đầu lân chuyển từ đây và nó tiếp tục kéo lên đó tại đây là nó bắt hết những cái dòng tiền nhỏ lẻ nào chốt là chốt hết đó <laughs> và tiếp tục nó kéo tiếp <laughs> tuần này nó chỉ chỉnh về 5.5 thôi và bắt đầu có hiện tượng là break cản ở đây là vùng 6 tuần tới thì khả năng là nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 6 đến khoảng vùng 6.1 với một kỳ vọng là tiếp tục kéo về khoảng vùng 6.8 đến vùng 7 xa hơn thì khoảng quanh vùng 9 đến vùng 10 mà về đến vùng 9 vùng 10 là ngon rồi Nói chung là về được đến vùng này là coi như gần như là anh em về bờ hết rồi bởi vì là chúng ta đã có những cái vị thế mua ở dưới này thì khi mà kéo về mười là kéo về đỉnh Kéo về cái đỉnh ở đây <laughs> Thì gần như là chúng ta sẽ về bờ cổ phiếu APG Đó ORS ORS thì chiến lược không có gì thay đổi cả anh chị nhá Các anh chị có thể thu gom ở quanh vùng 9.8 đến vùng 10 Mục tiêu thì ngắm cản 12, 12, 3 <laughs> Uh, các tài khoản đang cầm SBS thì có thể thu gom ở vùng 5.3 đến vùng 5.5 Mục tiêu break cản 63 sau đó hướng đến vùng 7 uh, Cổ phiếu APS <laughs> có vùng hỗ trợ kỹ thuật 9.6 vùng 10 vùng 10.2 Đó là vùng các anh chị có thể thu gom Có thể chốt bớt ở quanh vùng 12.5 đến khoảng vùng 13 Và nó sẽ đi sai gây ở một cái thời gian nhất định ở đây À, trước khi mà nó break cản 14 và khi mà nó bay được cản 14 rồi thì khi đó thì nó đánh cũng rất là tươm cổ phiếu APS là một trong những mã cổ phiếu cái tính đầu cơ nó rất là cao các anh chị nhìn thấy đấy à, nó cũng đánh từ 10 lên đến tận vùng 60 là x6 à, thì nhịp này nó cũng loanh quanh đang đang ở vùng 10 đó vùng 96 đến vùng 10 đó, mà nó đánh về khoảng tầm vùng 30 thôi kỳ vọng 30 thôi x3 thôi x6 nó hơi căng đúng không anh chị con APS này nó đánh kinh khủng đấy nhá các anh chị lưu ý à, <laughs> <laughs> các anh chị lưu ý thêm cho ông mã cổ phiếu ANV nhóm ngành thủy sản hiện tại đang khá là ok tuần tới thì các anh chị có thể đặt thu gom thêm ở quanh vùng 236 IDI các anh chị có thể đặt thu gom thêm ở quanh vùng 10.7 đến vùng 10.9 mục tiêu và đáy cản 12.5 ASM trong tuần tới thì chúng ta cũng có thể đặt thu gom ở quanh vùng 8.35 đến khoảng vùng 8.6 Mục tiêu ở đây thì chúng ta sẽ hướng đến cản 11 năm đến khoảng vùng 12 đối với ASM Khi mà nó đánh thì nó đánh cũng rất là nhẹ Ok các anh chị nhé là tuần này thì danh mục cổ phiếu chúng ta sẽ tạm dừng tại đây Và nhìn chung về mặt ý đồ, về mặt tạo lập thì cái sự kỳ vọng ở trong tuần tới sau khi Uh, cái tuần mà chúng ta đã đáo hạn xong hợp đồng phá sinh tháng cũng như các quỹ ETF cơ cấu xong thì như vậy nó sẽ bước vào một cái tuần tương đối ổn định và các anh chị em cũng có thể nhìn thấy là vì sao mà ở trong cái cái thời gian vừa qua ở trước đây trước các cái kỳ cơ cấu của quỹ ETF á, thì thông thường là thị trường của chúng ta sẽ lình xình và hai tuần vừa qua là hai tuần mà thị trường ở in của chúng ta tiếp tục tích lũy Ờ, vì sao bởi vì các cái quỹ ETF bây giờ người ta sẽ không cơ cấu trong một phiên trước đây ví dụ như là đến phiên ATC là người ta sẽ dồn người ta những cái phiên ATC nó kinh khủng lắm các anh chị những cái kỳ cơ cấu của quỹ ETF là một trong những cơn gọi là địa chấn kinh hoàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng bây giờ thì không bây giờ nó không còn những câu chuyện đấy nữa mà họ đã thực hiện tái cơ cấu danh mục trong khoảng tầm 2 tuần trước cái kỳ cơ cấu ở uh, trước cái ngày cơ cấu cuối cùng thì họ đã thực hiện cái hành động đó trong vòng 2 tuần rồi À, chính vậy nên là nó đã giải được nó giải ra được nó giảm tải cái áp lực ở trong cái phiên ATC uh, của ngày thứ sáu uh, và <laughs> hai tuần vừa qua là hai tuần test tích lũy rất thành công của chỉ số VN Index đó là gì đó là index của chúng ta đã giữ thành công ở trên biên 1025 điểm à, uh, đến 1035 ông tạm lấy như vậy ở đây ở trên cái trạc kỹ thuật ngày còn trạc kỹ thuật m năm thì chúng ta sẽ có thêm một chữ phân tích sau <laughs> và và cái sự kỳ vọng tích lũy như vậy sau cái giai đoạn mà tích lũy như này thì nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện nếu như index ngày của tuần tới à, mà nó đây các anh chị à, chúng ta sẽ hùng này ngắm sơ sơ như này thôi tức là nó ngồi lại ở trên vùng 1060 nó và xuất hiện một cái cây nến xanh để nó gì ạ sau một cái giai đoạn tích lũy và à, nó bắt đầu có một cái sự chuyển mình và cái sự chuyển mình này nó rất quan trọng đó là cái dấu hiệu để giúp cho hùng lê nhận diện à, một cái xu hướng một cái xu hướng diện một cái xu hướng tăng trưởng mới của thị trường đó cùng với đó thì chúng ta sẽ, sẽ nhận diện ra ngay ví dụ như là nhóm ngành chứng khoán đồng loạt break cản nhóm ngành thép đồng loạt break cản banh đồng loạt break cản ví dụ như vậy thì đấy sẽ là một cái yếu tố kỹ thuật rất là tốt đối với thị trường chứng khoán việt nam và trong kịch bản kỳ vọng với cái nội lực hiện tại của thị trường như 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 hiện tại như thế này thì cũng đang kỳ vọng thiên về kịch bản này tức là nó index của chúng ta sẽ ngồi lên được ở trên vùng 1060 cộng 1060 đó sẽ tăng lên được trên vùng 1060 và sau đó tiến tới break những cái cản ngắn ở đây để chúng ta vươn tầm lên khoảng vùng 1150 đó, 1150 1140 đến khoảng vùng 1150, đây là vùng cản kỳ vọng và thậm chí có thể đi xa hơn. Nhưng trước mắt sẽ là như vậy. Đó. Đó. Trước tết mà chúng ta đánh được một cái kịch bản này thì như vậy cũng là một cái 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 kịch bản rất là đẹp của thị trường rồi. Ok, trong tuần vừa qua thì trên bản tin tuần thì cũng đã có phân tích rồi. Các anh chị chỉ số vn30 và phái sinh thì dự kiến là nó sẽ test lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1050 sau đó là 1035 và cái vùng sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 1020 đến khoảng quanh vùng 1025. Thì các anh chị có thể nhìn lại đây trên tra kỹ thuật của chỉ số VN30 và phái sinh. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai là phái sinh uh, ngay lập tức VN30 test ở vùng 1050. Tiếp tục uh, sang phiên giao dịch của ngày thứ ba uh, thì chỉ số này kiểm tra ở vùng 1035 đến 1040 và cái điểm sâu nhất ở đây là thủng dưới vùng 1030 một tí và sau đó thì kéo lên như vậy là <laughs> cái vùng 1030 trở thành một cái điểm mẫu chốt một cái điểm tỷ bật rất là quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam và trên trạc kỹ thuật ngày thì cũng có nói ở đây các anh chị trên trạc kỹ thuật ngày index và VN30 của chúng ta và phái sinh giữ được ở trên vùng 31030 là cực đẹp để chúng ta tiếp tục giữ vị thế cổ phiếu trong trường hợp nến kỹ thuật ngày mà vi phạm thì chuyển sang một cái thiên hướng tích cực tức là chúng ta lấy à, những cái cột mốc đó chúng ta không thể chống lại xu hướng thị trường mà chúng ta sẽ lấy những cột mốc như vậy để chúng ta định vị à chúng ta đang đứng ở đâu thị trường đang đứng ở đâu và vị thế của chúng ta đang như thế nào ok và đối với chỉ số vàng sinh các anh chị trong phiên giao dịch của ngày thứ hai <laughs> thì nó test 1050 luôn và sau đó nó rơi về vùng 1035 đến 1040 và điểm sâu nhất của nó để xem nào Điểm này sâu nhất của phái sinh là 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 bao nhiêu ta? 1026 các anh chị, 1026 trên cái biên dự kiến trong cái phân tích kỹ thuật đó là vùng 1020 đến khoảng 1025. Như vậy biên trên nó tiệm cận biên trên đối với chỉ số phá sinh. Đó, và tiếp tục long. Còn đối với chỉ số index thì cũng có dự test ở 1050 và sau đó là biên 1035 đến 1040 và sâu sẽ là 1030 là điểm chốt chặn để đánh giá xu hướng tổng quan của thị trường. Đó. À, thì các anh chị nhìn thấy đây Ở trong tuần vừa qua thì tạo lập người ta cũng đã giữ rất khéo cái vị thế ở 1030 1050, 1050 thì test luôn Và sau đó thì nó uh, Nó hạ luôn đến cái vùng 1035 đến 1040 đúng không anh chị Trong phiên giao dịch ngày thứ hai Là có luôn hai cái điểm test kỹ thuật ngay đầu tuần Và đến phiên ngày thứ ba thì người ta đã à hai lần gọi là nhún nhảy gần sát với vùng 1025 và sau đó thì ạ? break lại ngay ở vùng 1030 và tiếp tục kéo long như vậy là à, về mặt ý đồ tạo lập trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à, còn về vùng cản <laughs> về vùng cản thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy ở đây thôi nó cũng khá là đơn giản à, vùng cản ở đây thì index à, gì chỉ số phái sinh của chúng ta à, vn30 thì gặp cái vùng cản ở đây là vùng 1075 ở trong tuần vừa qua và một lần hai lần ba lần bốn lần bốn lần chạm, chạm cản 1075 và nó đã không thể break qua được thì đấy là vùng cản 1075 ở đây các chị nó đã hình thành trong tuần trước về mặt chỉ số phá sinh thì có vùng cản ở đây đó là vùng 1080 đó thì trong tuần này uh, suýt chạm được 1080 đấy cái này ở 1075 nói chung là ở 1075 đến 1080 đó là vùng cản của chỉ số phá sinh ở trong tuần vừa qua và đối với chỉ số index thì chúng ta cũng nhìn thấy đây đó là vùng cản 1065 1065 đến 1070 Đấy 1065 Vùng này cũng không lên được Xích soát 1065 Điểm này thì xích chạm không 1065 Và bắt đầu có một cái điểm sọt như vậy Đó thì về mặt kỹ thuật Là vì trong cái giai đoạn vừa qua Đó là những cái tuần test tích lũy Để xác nhận xu hướng chính vậy nên Là thị trường của chúng ta đi như vậy là rất là tốt Tuần tới thì Hùng Lê tiếp tục có một cái sự kỳ vọng đối với chỉ số index chúng ta sẽ kiểm tra lại ở vùng 1050 và sau đó biên 1035 1040 thậm chí có thể có biên 1030 sau đó thì thị trường của chúng ta sẽ bắt đầu đồng loạt break break kháng cự và nó có một cái sự chuyển mình đó cái sự chuyển mình đó thì chúng ta cũng phải đánh giá trên cơ sở là thị trường chung có giữ được ở cái vùng 1030 hay không và uh, trong cái giai đoạn mà thị trường test tích lũy các anh chị thì cũng có đề cập đến À, bộ ba tham nội chung của thị trường đẹp nhất là giữ được ở trên vùng 1030 còn cho phép là xuống đến vùng 1015 đến 1020 đó và gần như cái vùng 1015 đó là cái biên cuối cùng để chúng ta nhận nhận diện cái xu hướng và kỳ vọng với hai tuần vừa qua đó thì chúng ta tiếp tục đánh giá cao ở cái mốc 1030 là tạo lập người ta đã giữ lại ở trong tuần vừa qua À, đồng thời thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái vùng cản giống như Hùng vừa mới chia sẻ ở trên cái bản uh, trên <laughs> chạc kỹ thuật ngày các anh chị Thì index kỳ vọng sẽ break vượt lại ở vùng 1060+, sau đó thì nó sẽ công cản uh, kháng cự tuần ở 1065 đến 1070 Và tiếp tục công lên vùng 1080 và khi mà index của chúng ta vượt thoát lại ở uh, những cái kịch bản mà chúng ta uh, phân tích ở đây Mà vượt thoát lại ở vùng 1080 thì như vậy là thị trường của chúng ta rất có thể là thị trường của chúng ta sẽ sang một cái trang mới các anh chị nhá, sang một trang mới và kịch bản là thị trường sẽ tiếp tục tăng mạnh ở sau đó, bởi vì là cổ phiếu bắt đầu đi vào giai đoạn chạy nước rút rồi, giai đoạn này là giai đoạn chạy nước rút, đó. À, còn đối với chỉ số vn30 thì hoàn toàn tương tự như vậy thôi, vn30 sẽ quay trở lại kiểm tra cung ở quanh 1050, sau đó biên 1035, 1040, à, sâu hơn thì có thể tính toán ở 1030, đấy là những cái vùng mà À, chỉ số vn30 chúng ta tiếp tục à, kiểm tra lại ok các anh chị à, đồng thời chúng ta có một cái kháng cự tuần ở đây đó là 1075 đến 1080 và khi vn30 vượt thoát lại được cái vùng à, vn30 của chúng ta vượt thoát lại được cái vùng 1090 đến 1010 ở đây này thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là, là sáng rất là sáng của thị trường đối với chỉ số phái sinh chúng ta sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật Uh, 1050 sau đó thì vùng 1035 1040 và 1030 cũng không có gì thay đổi cả uh, bộ ba tham số chung của thị trường thì nó đang có một cái sự đồng pha uh, về mặt kỹ thuật đó còn cái điểm xấu nhất như Hùng nó là có chia sẻ đấy là mẫu, mẫu chốt vấn đề cuối cùng nó sẽ là 1015 đến 1020 nhưng hiện tại thì chúng ta chưa đề cập đến uh, cái vùng ở uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật này kháng cự tuần của phái sinh thì chúng ta tiếp tục ngắm kháng cự ở 1075 đến 1080 và khi phái sinh mà break được cái vùng 1080 1090 ở đây thì đấy cũng sẽ là một cái một cái kịch bản rất sáng về xu hướng của thị trường trong những cái tuần giao dịch cận tết của chúng ta. Ok bản tin tuần này đến đây là hết và ông lê xin phép được dừng lại tại đây với những anh chị em mà chúng ta thường xuyên theo dõi những bản tin tuần của ông lê thì các anh chị có thể Uh, về đồng hành cùng với team của lên tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta nhận thêm uh, những cái phân tích, đồng thời là chúng ta học tập thêm cái quá trình chúng ta đầu tư cổ phiếu không phải là cứ mua cổ phiếu có lãi đâu các anh chị, chúng ta cần phải học tập thêm, chúng ta tích lũy thêm kinh nghiệm. Đồng thời chúng ta cũng phải uh, um, nghiên cứu thêm uh, những cái tính tạo lập, cái cách đường đi của cổ phiếu, uh, nghiên cứu những cái vùng hỗ trợ uh, và những cái vùng kháng cự và về với tim của hùng lê thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái sự phân tích giữa hai chiều giữa cá nhân hùng lê với các anh chị em nhà đầu tư như vậy thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái góc nhìn và từ đó thì cái quyết định đầu tư của chúng ta nó cũng sẽ rõ ràng hơn nó cũng sẽ ok hơn và đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn nhận được cái xu hướng cái xu hướng tổng quan của cả thị trường chứng khoán từ đó khi mà chúng ta phân tích được những cái vùng hỗ trợ kháng cự kỹ thuật của thị trường chung thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng sẽ có những cái điểm mua những điểm chốt lãi đối với các mã cổ phiếu nó cũng sẽ rất là ok rồi còn tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị chưa được phân tích ở trên bản tin tuần các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì ông lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các anh chị thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại